khách lạ đến nhà, vừa buông cái điện thoại xuống sau khi nói chuyện với ai đó, ông bố bảo cậu con trai, "Con hãy xích con béc dê nhà mình lại ngay cho bố nhé, nhanh lên." "Dạ thưa bố, nhà mình sắp có khách lạ hả bố?" Cậu con trai tò mò hỏi lại bố. Ông bố đáp, "Không, không có khách lạ nào cả, là mẹ mày vừa đi thẩm mỹ viện sắp về đến nhà đấy." bí quyết huấn luyện chồng trời mưa vẫn tưới cây trời mưa to hàng xóm sang chơi vẫn thấy ông chồng tưới cây lấy làm ngạc nhiên mới hỏi bà vợ sao mà chị huấn luyện được ông chồng chăm chỉ vậy mà sao trời mưa chị vẫn không tha cho ông ấy thế trời đất tôi có huấn luyện gì đâu tự ông ấy chăm chỉ vậy đó chứ nhưng chị phải có bí quyết gì đó chứ à chả là hai hôm trước ông ấy đang tưới cây thì điện thoại của ông ấy có tin nhắn tôi lén xem xong thì bảo khi nào ông tưới cây xong thì chúng ta sẽ nói chuyện về những tin nhắn trên điện thoại của ông nhé và như chị đã thấy đấy hai ngày rồi ông ấy vẫn đứng tưới cây để vợ khỏi nghi ngờ có một người hỏi anh bạn trẻ hàng xóm liền kể Dạo này bác thấy nhà cháu để đèn cả đêm, chắc là có việc gì à? Dạ thưa bác, đúng là nhà cháu có việc phải để đèn ạ. À? Ồ, thế cháu không sợ tốn tiền điện à? Dạ, không phải cháu thừa tiền, mà vợ cháu đi du lịch dài ngày cùng công ty, tranh thủ, cháu đi bù khú cả đêm, có ở nhà đâu, để phòng lúc trở về, thấy điện dùng ít hơn thường lệ vợ cháu lại sinh nghi ngờ thì nguy. Tôi đã đánh đòn con tôi, vợ chồng chúng tôi tuy còn trẻ, nhưng gần đây cứ hay lục đục với nhau. Hôm trước vợ tôi bảo rằng cô ấy biết một ông thầy bói cao tay nên mình đi xem một quẻ xem sao. Sau khi hỏi han vài điều, ông thầy bói ngáp, ở rồi phán. Thí chủ, có đứa con mất lúc còn nhỏ mà không cúng bái nên nó quấy đúng là vợ chồng tôi có mất một đứa con khi nó còn rất nhỏ hai vợ chồng còn chưa biết làm sao thì ông thầy bói lại bảo để thầy gọi vía nó về cho vợ chồng thí chủ nó gặp thầy khấn vái và gọi hồn nó và chỉ khoảng vài phút sau thì hồn vía nó nhập vào xác thầy thật nó nhào vào lòng mẹ nó gào khóc thảm thiết Vợ tôi vốn rất thương con, nên cứ ôm chặt nó vào lòng, nựng nịu đủ điều. Lát sau nó nói, mẹ ơi, con khát sữa mẹ lắm. Vợ tôi vén áo cho nó bú, nó mút trùn trột. Đến nước này, thì tôi đết chịu nổi nữa. Tôi vớ ngay cái gậy của ông thầy bói, vụt cho thằng con tôi mấy cái đầu quặn rồi lôi vợ ra về. Tức không chịu được, con mới trả cái. thi voi vừa qua trên thế giới có cuộc thi điều khiển voi ba nước Mỹ Nga và Việt Nam lọt vào vòng chung kết mở đầu cuộc thi ban giám khảo ra đề là bạn làm sao để con voi được nhảy lên nhảy xuống càng lâu càng tốt đại diện nước Nga cho biết họ sẽ gắn bốn cái lò xo vào bốn chân cho voi nhưng voi cũng chỉ nhảy được một lúc rồi té ngã đại diện Mỹ họ mở nhạc hết cỡ cho con voi có hứng nhảy nhưng cũng chưa qua hết 5 phút là nó vẫn không nhấc được hai chân tới đại diện của Việt Nam nhẹ nhàng và không tốn kém. Ông cu đạo nài voi chỉ cần đấm một cái thật mạnh vào chỗ ấy của con voi. Thế là nó nhảy như điên. Vòng một đại diện Việt Nam thắng, vòng thi thứ hai thí sinh phải làm sao? cho con voi lắc đầu lia lịa đại diện nước mỹ và nga cố cầm đầu con voi mà lắc nhưng con voi cũng lắc được vài cái rồi thôi tới ông việt nam lại nhẹ nhàng xử lý ông ta nói nhỏ vào tai voi mày có muốn tao đấm mẹ vào đó giống như hồi nãy như nữa không cưng con voi lắc đầu như điên ha ha hòa thắn ta thắng rồi Ông bà gần 80 tuổi, khỏe mạnh, là nông dân thật hột. Ông bà nuôi dạy con cái học hành tử tế. Anh con trai cả hiện là hiệu trưởng của một trường đại học. Vừa qua, được phong chức giáo sư ở một vùng quê nghèo. Đây là một vinh dự lớn. Ông bà làm vài mâm cỗ mời họ hàng nội ngoại và hàng xóm mừng sự kiện này. Trong bữa ăn, mọi người cầm ly đến chúc mừng ông. Xin chúc mừng ông, đã sinh ra một người con làm vẻ vang dòng họ và dân làng. Lần lượt, mọi người đến chúc ông, bà ngồi im một lúc rồi bảo, tất cả trật tự, nghe tôi nói, ông nhà tôi chỉ đóng góp cổ phần một ít, còn tôi mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày, lúc còn ốm đau, người vất vả nhất vẫn là tôi. Các ông vẫn mang nặng đầu óc, trọng nam kinh nữ, Tôi là người đẻ ra anh ấy. Ông ấy có đẻ đâu nào? Giáo sư, tiến sĩ vân vân đều ra từ ngã ba chúng tôi cả đó thôi. Toàn bộ yên lặng một phút. Rồi một ông cất tiếng nói. Bà nói phải lắm. Chúng tôi chúc mừng cả ông và bà. Quan tòa hỏi. Thế trong đêm chồng cô mất, chuyện gì đã xảy ra chứ? Thưa tòa, tối đó chúng tôi đã lên giường chuẩn bị ngủ và anh ấy đang đọc sách. Còn tôi thì thiêu thiêu ngủ. Bỗng anh ấy thỏ tay qua giờ cái chỗ đó của tôi một cái. Lát sau lại giờ một cái nữa. Quan tòa lại hỏi, rồi sao nữa chứ? Dạ, sau mấy lần như vậy tôi chịu không nổi liền tung cái mền ra định diễn xuất bài ngựa phi đường xa thì anh ta la lên tay không buông cuốn sách cô làm cái gì vậy hả tôi hỏi thế không phải anh muốn lắm hay sao anh ấy lại hỏi lại ai bảo tôi muốn hả thì từ nãy giờ anh cứ rở của em hoài mà tưởng anh cũng muốn lúc đó anh ấy phá lên cười và bảo ôi anh chỉ quẹt cho ướt ngón tay để lật sách thôi mà. Rồi sau đó thì sao chứ? Dạ, thưa quan tòa, lúc đó là lúc tôi bắt đầu trồm lên người hắn và sự việc sau đó thì quan tòa biết rồi ạ. À? Thần tượng, cô tí hỏi ông, ngoài ơi, người ta làm gì mà đua nhau chạy ra bu kín cả phi trường vậy ạ à? ông già trả lời cháu à nghe nói là họ chờ đón một băng nhạc từ đại hàn đến nước mình đó con thằng bé chố mắt bảo trời đất ơi vậy mà con tưởng họ chào đón anh hùng hay vĩ nhân nào chứ ông già rất ngạc nhiên về suy nghĩ của đứa cháu nhưng cũng nói thì tại họ yêu thích những ca sĩ đó tới mức điên cuồng như là sùng bái thần tượng vậy mà. Cô tí càng làm ông ngoại ngạc nhiên hơn. Thích thì mua vé xem họ biểu diễn là được rồi. Chứ làm như là chào đón những nhân vật quan trọng thì quá lố. Không biết mai mốt cha mẹ họ đau yếu phải vào nhà thương. Thì họ có thức cả đêm để chờ đón như vậy không ngoại nghỉ. Nghe nhóc tỷ nói thế, ông già chợt thấy đau nhói trong lòng, khóe mắt cay cay. giữ lời hứa năm xưa vợ cầu hôn tôi tôi từ chối vợ hỏi tại sao tôi bảo em có hai cái tật rất xấu một là hay lục ví anh lấy tiền hai là cứ suốt ngày lượn lờ ngoài đường mua sắm vợ ở nước mắt lưng chồng nói em hứa nếu anh đồng ý lấy em em sẽ từ bỏ hai thói quen đó mà nhìn mắt vợ khi ấy tôi tin là vợ nói thật và tôi gật đầu chấp nhận cưới quả thật vợ đã không phụ lòng tin của tôi giờ vợ không còn lục ví của tôi lấy tiền nữa vì tôi không có tiền và cũng không có luôn ví tiền vợ cầm cả vợ bảo thích tiêu gì cứ báo cáo vợ sẽ xem xét nếu hợp lý vợ sẽ duyệt chứ không dùng ví mà trong ví cũng không có đồng nào người ngoài nhìn vào người ta lại khinh cho Giờ vợ cũng không ham lượn lờ ngoài đường mua sắm nữa Mà vợ ngồi nhà lượn lờ trên mạng Thích cái váy, cái túi nào thì vợ order người ta mang đến Người ngoài không hiểu cứ chê là vợ tôi trả được cái điểm gì Còn tôi tôi thấy ít ra vợ tôi cũng được một ưu điểm Ấy là biết giữ lời hứa trong công ty Tèo muốn sơi một em cùng phòng nên liền gạ gẫm nhưng em này đã có bồ nên cũng khó một hôm Tèo quyết định đến mặc cả với em ấy này em nếu em cho anh ấy thì anh sẽ cho em 100k em này kiên quyết không là không nhưng Tèo vẫn cố thuyết phục sẽ nhanh thôi mà em anh để tiền xuống sàn em cúi người xuống khi nào em nhặt xong thì đứng dậy Lúc đó anh cũng xong Em này nghe cũng thấy hay hay Bèn gọi điện hỏi ý kiến của anh bồ Anh bồ bảo em đòi nó 200k đi Rồi nhặt thật nhanh vào Nó không kịp hạ mông xuống đâu mà Thế là em này đồng ý làm việc với Tèo Nửa tiếng chờ đợi Anh bồ của em này vẫn chưa thấy em ấy gọi lại Rồi 45 phút trôi qua quá sốt ruột. Anh bồ quyết định gọi điện hỏi han sự tình thì được em ấy trả lời. Ôi trời ơi, anh ơi, anh ấy dùng tiền xu mà toàn là xu 500 đồng thôi hu hu. Hán nôm, lên cao bảng đi du lịch, thấy người ta bán trái như trái táo màu xanh xám. Vợ chỉ mấy quả đấy rồi hỏi, anh ăn quả này bao giờ chưa ăn rồi có ngon không ngon vậy anh mua mấy quả về ăn nhá lúc đấy mới nhớ ra là mình quên bén tên nó là quả gì định hỏi ông bán hàng tên là quả gì nhưng có vợ đi bên cạnh nên không dám hỏi hỏi cái là mấy ngày liền bị chê là trí nhớ kém chẳng nhớ gì cả tần ngần một chút hỏi ông bán hàng này ông mấy quả này tên hán nôm nó là gì nhỉ? Quả mắc cọt này á? Tôi đã không biết tên hán nôm của nó là gì nữa. Chà chà tiếc nhỉ. Vậy ông bán cho tôi một chục quả mắc cọt này đi. Vừa mua được quả mà lại không bị vợ chê bài gì. Mình thấy mình giỏi ghê. Một ngày nọ, Lão hàng xóm nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Anh yêu, sao lâu lắm không ghé quán em chơi? Lão hí hưởng nhắn lại. Tối nay anh ghé luôn. Lập tức có tin trả lời. Lão giả dê kia, tôi là vợ ông đây. Thử một phát là lòi ra ngay nhá. Tối hôm ấy, lão bầm một con mắt. Hôm sau, số máy lạ khác lại nhắn tin. Anh yêu à, anh bỏ em rồi. Không thèm ghé thăm quán em là, là sao? Lão cảnh giác, chiều này xưa rồi, vợ ơi, tối nay anh về với vợ mà. Trời, em là Hồng đây mà, té ra anh đã có vợ rồi ư, anh lừa em hả? Hu hu, lão hốt hoảng, ôi ôi, anh tưởng là đám bạn nhắn tin đùa anh, anh nào đã có vợ đâu, tối anh ghé đền bù cho em nhé. À, lão giả dê hết trối cái rồi nhá, tôi là vợ của ông đây. Tối ấy, lão bầm thêm con mắt còn lại, hậm hực lắm lão quyết định trả thù mua ngay sim giác chờ khi vợ ngủ say lão liền chui vào toilet nhắn tin em yêu chồng em ngủ chưa lập tức có tin nhắn trả lời ông ấy chưa ngủ đang trong toilet nhắn tin thử vợ đấy lão vẫn kiên trì em nói gì anh không hiểu giám đốc của em đây anh đang đi công tác nên nhớ em quá à bỗng cửa toilet bật ra mộ vợ gằn giọng thôi cái trò ấy đi có được không nhắn tin thử vợ thì cũng phải tìm hiểu kỹ càng chứ giám đốc của tôi đi công tác hồi nào hả à? có một ông dỗi hơi của một cô gái bằng tuổi cô người ta có chồng hết rồi đấy cô vẫn chưa có à và câu trả lời là Bằng tuổi ông khối người chết rồi đấy Sao ông vẫn còn ở đây Có một thanh niên thấy người đàn ông ôm bộ mặt bầm tím loạn choạng đi ngoài đường. Anh ta ái ngại hỏi, ông có cần tôi đưa về nhà không? Không đời nào, tôi vừa chạy từ đó ra. Tập nói lái Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca. Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng. Làm dấm thì chua, mà làm chúa thì dâm. Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động. Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi. Không nên dỗn quá lố trong ngày dỗ quá lớn. Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ. Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang. Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng. Tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người dành nhau làm giàu nhanh. Tình chăn chứa là tình chưa chán. Cổ không đứng là cứng không đủ. Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết. mấy bà vợ mà mở miệng ra nói yêu con hơn yêu chồng thì đừng có tin nha con còn đem sang gửi cô hàng xóm được còn chồng thì không bao giờ một người đàn ông đi vào toilet bà nhân viên thu tiền liền bảo anh ơi anh không nhìn thấy là vào toilet phải trả tiền à người đàn ông liền hỏi Thế bao nhiêu tiền? Bà nhân viên thu tiền trả lời. À, tất cả còn phụ thuộc vào chiều dài của nó nữa đấy. Nếu cái của anh dài 10cm thì anh trả 10 ngàn. Còn nếu 20cm thì trả 20 ngàn. Người đàn ông liền chìa tay ra và bảo. Đây, chị cầm lấy 100 ngàn. Bà nhân viên thu tiền sửng sút Ôi, ái chà chà. Người đàn ông bảo. Ái chà chà cái gì chứ? thối lại 95 nghìn đi. Có một số bạn nữ cứ thích mấy thằng đẹp trai sành điệu xài iPhone, chạy tay ga tối đi ba vân vân và mây mây. Rồi tới lúc chơi chán nó đá thì lại chửi, lại kêu giờ toàn thằng khốn nạn, cho là trai tốt chết hết rồi. Răng cô thừa, à quên. Xin thưa rằng, đàn ông con trai tử tế nhiều vô kể, nhưng họ còn đang bận đi học, đang bận đi làm, đang suy nghĩ làm thế nào để sau này có một cuộc sống hạnh phúc, chứ hơi sức đâu, mà đua, mà đú, mà phục vụ mấy chị. Còn mấy bà nam, thì cứ thích con gái, phải xinh xắn, rắn chuẩn chân dài, đến lúc bị cắm sừng, thì lại trách đàn bà nguy hiểm. Đàn bà con gái, ngoan tuyệt chủng hết rồi. Xin tính chính là con gái ngoan hiền còn nhiều lắm nhá. Nhưng, lại nhưng, còn bận học, còn phải nấu cơm rửa bát đi chợ dọn nhà, lo trở thành người phụ nữ đảm đang để không bị ế. Hơi đâu mà đi lo ăn diện tối ngày nâng ngực, múa cột mà phục vụ các anh cơ chứ. Mắc mệt với các anh các chị quá, chào thần ái. chiều nay trên đường đi đánh lô tôi ghé vào đổ xăng ngay lúc đó có một cô gái trẻ cũng vào đổ xăng đứng bên cạnh tôi anh bơm xăng nhìn cô gái rồi hỏi em gái đít em mấy lỗ tôi giật mình chỗ nhạy cảm của con gái mà anh này lại dám hỏi như vậy à tôi càng bất ngờ khi cô gái cười tươi rồi trả lời đít em hai lỗ sau một thoáng giật mình Tôi chợt hiểu ra, đít em mấy lỗ là đổ em mấy lít. Cô gái trả lời, đít em hai lỗ nghĩa là đổ em hai lít. Không nhìn được cười, tôi ôm bộ cười to. Bất ngờ, anh bông sang hỏi tôi, đít em mấy lỗ? Tôi cười lớn hơn rồi trả lời, cả đời em, đít có mỗi một lỗ. Anh tìm lỗ thứ hai cũng không có, ha ha. Ngay lúc đó, có bác xe ôm chạy chiếc xe cà tàng vào. Có lẽ không có tiền nên trông bác rất rột rè. Anh bơm xăng nhìn bác rồi hỏi. Bác xe ôm, đít bác mấy lỗ? Chú ơi, đít tôi nửa lỗ. Ha ha ha, lần đầu tiên tôi thấy có trường hợp đít nửa lỗ. Tôi cười sắp ngất. thì lúc đó xuất hiện một anh chạy xe SH vào. Anh bơm xăng nhìn anh ấy rồi hỏi. Anh SH, đít anh mấy lỗ? SH trả lời, đít tôi đầy lông. Nghĩa là đong tôi đầy lít. Trời, sư phụ nghe đến đây tôi cười ngất luôn. Bài thơ vui về chim và bướm. Chim đồng bóp cái chết ngay, chim nhà mà bóp càng ngày càng to. Bướm đồng là bướm quốc gia. Bướm nhà là bướm ông bà ngoại cho. Bướm rừng sợ cái là bay. Bướm nhà sợ cái lăn quay ra giường. Chim rừng có cánh nhiều lông. Chim nhà không cánh nhưng lông vẫn nhiều. Bướm rừng như chiếc lá đa. Bướm nhà như chiếc bàn là liên xô. Chim khôn chim ngẩng cao đầu. Bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim. Bướm chim là chuyện đời thường. Chim bay bướm lượn Vấn vương suốt đời. Cô vợ cứ nặng nặng đòi ly hôn chồng, tổ hòa giải của thôn đến nói chuyện với cô. Anh chỉ đẹp đôi thế, sao lại xin ly hôn? Cô vợ ấp úng bảo, dạ, tại tại anh ấy ngáy to quá, làm cho cháu không thể nào ngủ được ạ. À? Vậy thì trước khi cưới, chị có tìm hiểu kỹ chưa? người hòa giải hỏi cô vợ gật đầu bảo dạ kỹ lắm rồi ạ à. thế sao lại không biết anh ấy có chứng bệnh này hả cô vợ quả quyết dạ đấy là tại vì mẹ cháu đấy ạ à? người làm hòa giải kinh ngạc hỏi là sao cơ cô nói rõ thêm xem nào cô vợ ấm ước bảo dạ tại vì hồi yêu nhau mẹ cháu không cho cháu ngủ chung với anh ấy ạ à? sáng sớm gặp một anh mặt hầm hầm đến cơ quan anh chàng đồng nghiệp tò mò hỏi hôm qua công ty mình tăng ca cậu về muộn bị vợ mắng à anh chàng kia lắc đầu đáp đâu có chuyện ấy chứ mà là tôi đang bực mình vì vợ lãng phí quá đây vợ ông chi tiêu về việc gì mà ông cho là lãng phí chứ ông biết không cô ấy có vài cái váy thôi ấy thế mà sợ mất trộm dám thuê hẳn một tay lực sĩ đến làm bảo vệ đấy. Thật thế sao? Ừ, đúng rồi. Tại vì đêm qua, khi đi làm về muộn, tôi thấy tay bảo vệ đứng gác trong tủ quần áo, đặt ở trong phòng ngủ mà. Bán dê Ở vùng Ninh Bình, có một gia đình nuôi dê. Một hôm, ông bố đi có công việc Lúc quay về thì thằng con bảo, Bố ơi, lúc nãy có một bác đến đây ạ. À? Thế bác ấy đến để làm gì hả con? Dạ bác ấy đến hỏi có dê bán không? Thế con bảo sao? Dạ con bảo là không, vì bố không có ở nhà. Ngày xưa ngày xưa, có cô bé quảng khăn đỏ đến thăm bà trên đường qua rừng cô bé bỗng thấy một con sói đang rình rập trong bụi rậm cô bé quát sói già độc ác kia đừng hỏng hám hại ta sói liền nhảy ra khỏi bụi rậm rồi bỏ chạy cô bé tung tăng đi tiếp được một lúc lại gặp con sói núp sau gốc cây cô bé la lên sói già độc ác đừng hỏng hám hại ta con sói tức tối chạy đi cô bé lại vừa đi vừa hát nhưng chỉ được một lúc sau cô lại gặp con sói núp sau bụi cây Cô bé gào lên Sói già độc ác Đừng hòng hãm hại ta Đến nước này Sói nhảy ra giận dữ và hét lên Vừa vừa phải phải thôi nha Cái đồ vô duyên Có để yên cho ta đi vệ sinh không hả Trong lúc biên giới Mỹ Đóng chặt cấm cửa bò nhập từ Canada Một phóng viên phỏng vấn Chú Hai Giả Chủ của một trại bò Giả thư chú Hai từ đâu mà có bệnh bò điên vậy? Một con bò cái, mỗi ngày được người ta vắt sữa mà. Dạ thưa chú hai, tôi chỉ định hỏi bò điên từ đâu ra mà có thôi. Thì con bò cái mỗi ngày người ta vắt sữa tới 6 lần. Thưa chú, con bò được vắt sữa mấy lần thì kệ nó đi. Tôi chỉ hỏi bệnh bò điên từ đâu mà ra thôi. Một con bò cái mỗi ngày được vắt 6 lần, nhưng 6 tháng mới được nhảy một cái đấy cô à. Chú hai già, à? tôi nghĩ là chú hiểu lầm câu hỏi của tôi, việc vắt sữa 6 lần một ngày và nhảy 6 tháng một lần đâu có liên quan. Sao lại không liên quan chứ? Thế tôi hỏi cô nhé, nếu một ngày tôi vắt sữa cô 6 lần, nhưng 6 tháng cô mới được nhảy một cái thì thử hỏi cô có điên không? Hai con rắn độc đang bò một con quay lại hỏi con kia tụi mình là rắn độc có phải không đúng vậy rất độc con thứ nhất lại hỏi thế tụi mình có đúng là rắn độc thật không thật vậy mà chúng ta đúng là rắn độc chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này à mà sao mày lại hỏi vậy chứ tao mới cắn phải lưỡi của tao mày à thấy lo quá mày ơi nghiện đang chơi game bỗng nghe tiếng vợ cáu gắt sau lưng suốt ngày chúi mũi vào máy tính chơi game chẳng làm được việc gì cả cố chơi hết lè vở rồi mới quay lại bảo vợ anh bỏ chơi game cũng được thôi nhưng em cũng phải bỏ thuốc lá đi anh người mùi thuốc lá là không chịu được phải chơi game thì mới không chú ý đến nó vợ bảo anh bỏ game đi mới khó chứ thuốc lá là chuyện nhỏ hôm sau đang ngồi uống trà ngắm cây cảnh ở ban công thì vợ bước ra bảo thôi anh đi chơi game đi người ngợm đâu nom đến tội nghiệp chẳng vì vài điếu thuốc mà bỏ mất thú vui cuộc đời được lời như cởi tấm lòng bèn vào lôi máy tính ra chơi game ngay được vài level ngoảnh ra thấy vợ đang phì phèo thuốc lá và uống cà phê ở ngoài ban công lá thư có một người đàn ông vừa nhận phòng khách sạn xong thấy có máy vi tính trong phòng ông ta liền quyết định gửi email cho vợ mình viết xong ông ta nhấn gửi nhưng không ngờ rằng đã đánh sai địa chỉ email người chủ của địa chỉ email này thực ra là một quả phụ vừa trở về sau khi đưa tang chồng bà quả phụ này định kiểm tra hộp thư điện tử của mình để trả lời những lời chia buồn của bạn bè và người thân của hai vợ chồng sau khi đọc lá thư đầu tiên bà té ngửa và ngất xỉu anh con trai nghe tiếng động lớn liền chạy vào phòng và nhìn thấy mẹ mình đã ngã dưới đất máy tính vẫn đang hoạt động và trên màn hình là một bức thư bức thư viết xin gửi đến bà xã thân yêu anh biết em sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được thư anh ở đây cũng có máy vi tính nữa và anh được phép sử dụng để liên lạc với người thân anh vừa mới xuống tới em và mấy nhỏ có ổn không dưới này thật sự rất đẹp nhưng anh thì cô đơn quạnh quẽ anh đã sắp xếp mọi thứ cho em xuống đây ngay ngày mai rồi mong gặp em từng giờ chồng em Công ty nọ mới tuyển một nữ thư ký rất xinh đẹp nên nhiều anh chàng ve vãn, sau một thời gian hai anh chàng nổi tiếng đào hoa của công ty ngồi khoe chiến tích với nhau. "Hôm chủ nhật tớ đã hẹn hò với em thư ký đấy, bọn tớ còn làm chuyện ấy nữa cơ, cô em tuyệt vời hơn cả mộ vợ nhà tớ nhiều." Anh chàng kia liền đáp, "Tớ cũng hẹn hò với em ấy hôm qua, bọn tớ cũng làm chuyện ấy, nhưng mà theo tớ đánh giá thì vợ cậu tuyệt vời hơn đấy. Đi câu, hai vợ chồng ngồi ăn tối và bảo Anh có nhớ cách đây 9 tháng, anh xin nghỉ phép hai tuần lễ để đi câu cá hồi không? Có, anh rất nhớ mà. Vậy thì hôm nay, có một con cá hồi đã gọi điện tới đây báo tin rằng anh đã trở thành một ông bố đấy. khoe con hai người phụ nữ gặp nhau lần đầu sau một hồi trò chuyện một người buồn buồn nói con trai tôi tệ lắm chị ơi nó mê bài bạc rượu chè tối ngày chị có con trai không có cháu nó có chơi cờ bạc không không cháu có rượu bia thuốc lá không cũng không nốt thế cái khoản trai gái thì sao không bao giờ ôi con trai chị thật là tuyệt vời Thế năm nay cháu nó bao nhiêu tuổi rồi hả chị? Đến Tết này là cháu nó tròn 2 tuổi. Hai bà bạn thân tâm sự, không biết mấy đứa nhà chị thế nào chứ? Trừ hai thằng cô nhà tôi, cùng một giống mà khác nhau một trời một vực đấy. Ấy ấy sao lại có thể như thế được chứ? Thì đúng mà, thằng bé nhà tôi thì ngoan ngoãn vâng lời chăm chỉ học giỏi. Còn thằng lớn thì thôi rồi, vừa cục cằn thô lỗ. Suốt ngày túm tụm lại với mấy thằng bạn mà nhậu nhẹt bí tỉ, nói mãi mà không nghe. Có khi còn cái như chém trả ấy chứ. Nhưng mà cậu đẻ đứa nữa từ bao giờ thế? Đẻ gì? Thế sao cậu lại có hai thằng? Thằng bé thì ngoan là đúng rồi, thế còn thằng lớn đâu? Thì thằng lớn là bố nó chứ ai? Cha mẹ lúc nào cũng nghĩ đến con cái. Có một cặp vợ chồng già quyết định chia tay. Trước khi cho phép hai người ly thân, tòa án đề nghị họ đến một cơ sở tư vấn hôn nhân gia đình để tìm cơ hội cuối cùng để cứu vãn cuộc hôn nhân của họ. Chuyên gia tư vấn trổ hết khả năng ăn nói để thuyết phục đôi vợ chồng già nhưng vô hiệu. Hai người khăng khăng một mịch, đòi sống ly thân để tiến tới ly dị. Cuối cùng, vị chuyên gia thở dài, các cụ đã có tuổi cả rồi, một người 95, người kia 93, kết hôn với nhau đã 72 năm, tại sao bây giờ lại phải chia tay nhau cơ chứ? Bà cụ đáp, chúng tôi không thể chịu đựng nổi nhau suốt 46 năm qua, nhưng cả hai đều nghĩ rằng cần chờ đến khi lũ con qua đời hết thì chúng tôi mới chính thức tắt đứt quan hệ, kẻo chúng nó đau lòng. Cô giáo giỏi văn, cô giáo đang giảng bài gặt lúa mùa có đoạn nói đến ông mặt trời đang dần ló dạng. Một cậu học sinh giơ tay hỏi: "Thưa cô, em thấy nói ông mặt trời đỏ rực, tiếng sét lưng trời, rồi mây đen phủ kín chân trời, chứng tỏ Ông trời có mặt, có lưng, có chân. Thế mông và đùi ở đâu hả cô? Cả lớp cười ồ lên rất khoái trí. Vì nghĩ chắc cô có tiếng giải giỏi môn văn nhất trường thì cũng phải chịu chết với câu hỏi chơi khăm hóc hiểm này. Cô cười hỏi Em đã từng nghe câu Ôi! Chim trời cá nước biết đâu mà tìm chưa? Nó hồn nhiên trả lời rồi ạ, à, câu ấy bình thường mà cô." Cô liền bảo, "Đấy đấy, khi nào em nhìn thấy chim trời ở đâu thì mông và đùi ngay cạnh đấy, em không tin thì tự kiểm tra đi." Cậu học sinh láo cá hỏi tiếp, "Thưa cô, trời có chim thì có sinh hoạt, chuyện ấy được không ạ?" À? Cả lớp lại ồ lên cười loạn xị. Cô giáo đỏ mặt bảo, "Có câu Trời đó giao thoa, mẹ các em thường la các em, thẳng con trời kia. Từ đó suy ra, trời có vợ và có sinh hoạt tình dục. Đến đây thì tất cả bọn học trò trận tự, tâm phục khẩu phục cô giáo. Kính gửi ban giám đốc, tôi là cô. Sau một thời gian suy nghĩ đắn đo đủ kiểu, và tìm hiểu chính sách phù hợp với pháp luật việt nam nay tôi làm đơn này đề nghị được tăng lương bởi những lý do sau tôi làm công việc cơ bắp nặng nhọc luôn làm việc dưới sâu u ám không đèn điện và rất nhiều cỏ mọc xung quanh tư thế làm việc thì không bình thường đầu luôn hướng về phía trước thường xuyên không được nghỉ cuối tuần và làm vào ban đêm môi trường làm việc thì ẩm ướt công không được trả lương làm thêm giờ, vị trí làm việc tăm tối, không khí hay có mùi, không được thông gió, nhiệt độ nơi làm việc thường xuyên cao, rất dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm khi làm việc. Ban giám đốc gửi phản hồi như sau: Kính gửi đồng chí Cu, sau một thời gian xem xét và đối chiếu với quy định Nay ban giám đốc quyết định không thể tăng lương theo nguyện vọng của đồng chí với những lý do sau. Đồng chí cu không làm việc liên tục 8 tiếng trong ngày. Đồng chí cu thường làm việc rất ngắn sau đó lại hay ngủ ngay. Đồng chí cu không chấp hành đúng sự phân công của ban lãnh đạo đã nhiều lần làm việc tại nơi không được phân công. Đồng chí cu không làm việc một cách tự nguyện, đồng chí cu chỉ làm việc khi bị cấn và luôn đòi hỏi được vuốt ve trước khi bắt đầu vào làm việc. Chỗ đồng chí cu làm việc thường rất bẩn sau khi đồng chí đi khỏi. Đồng chí cu thường xuyên không tôn trọng quy tắc an toàn lao động, ví dụ đã nhiều lần không chịu mang ủng cao su. Đồng chí cu không cam kết làm việc tới 60 tuổi thỉnh thoảng đồng chí cu rời vị trí làm việc mặc dù công việc chưa hoàn thành thân ái chào đồng chí quyết thắng ký tên ban giám đốc rượu kế cô mịch nhân viên lao công tạp vụ cơ quan trông mát ra mát thịt ngoài 28 mươi rồi mà vẫn còn độc thân tự nhiên là có bầu trước khi cô xin nghỉ để sinh con thì từ phòng tài vụ đến phòng kế hoạch sang phòng kinh doanh đến phòng tổ chức và cả cấp ủy không biết sao mà ai cũng dì sầm dì tai nhau con mịch nó bảo nếu trước khi nó sinh gã bố đứa trẻ không gửi đủ 100 triệu vào tài khoản của mình, thì nó sẽ công khai kết quả test ADN cho cả cơ quan và vợ con của gã là bố con nó biết. Ấy vậy mà, trong vòng 3 ngày, tài khoản XXX12345 tại ngân hàng XYZ Bank của mình tự nhiên có thêm 1 tỷ từ những người gửi vô danh. Ấy vậy mà, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Và điện thoại của mình nhận rất nhiều tin nhắn cùng một nội dung đã chuyển còn mịch ôm đứa trẻ đỏ hòn đang bú lẩm bẩm lớn lên con trai của mẹ phải to khỏe như chú bảo vệ trông xe phải thông tỏ tựa đường lối như bí thư đảng ủy phải thông minh ai quy cao như giám đốc phải hiểu thấu đáo con người như trưởng phòng tổ chức phải tính toán kinh doanh giỏi như trưởng phòng kinh doanh phải chặt chẽ chi tiêu như kế toán trưởng phải chấm chấm thế nhé. Một cô gái công tác ở cục phân về. Sau khi ra tòa ly dị đời chồng thứ năm, cô đề nghị tòa xác nhận cho cô vẫn còn zin. Tòa yêu cầu lý do thì cô hỏa lên khóc và bảo, em khổ lắm ạ, à? mang tiếng là có năm đời chồng, nhưng em có được cái nào đâu đời chồng thứ nhất của em là anh cán bộ tuyên huấn nói mà không làm đời chồng thứ hai là anh cán bộ kế hoạch vạch ra mà không thực hiện chồng thứ ba của em là anh cán bộ bảo tàng không sờ vào hiện vật đời chồng thứ tư là anh cán bộ bảo mật lúc nào cũng niêm phong chặt chẽ rút kinh nghiệm bốn đời chồng trước nhưng em xem phim hình sự em thấy các anh hình sự là những con người của hành động. Vì vậy, đời chồng thứ năm em quyết định lấy anh cán bộ hình sự. Tưởng ngon, nào ngờ tránh vỏ dưa, lại gặp phải vỏ dừa. Em lại gặp phải một anh giữ nguyên hiện trường. Thế là đã năm lần kết hôn mà em vẫn còn zin à. Nghe đương sự trình bày, tòa chấp nhận lời đề nghị hợp lý đó, nhưng hỏi thêm, thế nếu phải đi bước nữa thì đương sự sẽ chọn đối tượng nào? Lập tức cô gái trả lời. Dạ lần này em sẽ lấy anh đạp xích lô. Vì cứ lên là anh ấy đạp ạ. À. Người chồng về nhà sau giờ làm. Vợ hí húi nấu nướng dưới bếp. Còn chồng thì khoan khoái ngồi xem tivi. Bỗng có một gã trần như nhộng từ ngoài ban công gõ gõ cửa xin vào rồi giải thích là đang ở với cô bồ ở trên tầng trên thì chồng cô ta về nên phải tụt xuống đây chồng có vẻ cảm thông đưa quần áo cho lão kia mặc rồi nhẹ nhàng dẫn ra hành lang sợ vợ biết thì ôi mặt rồi chồng ngồi mãi trước tivi nghĩ nghĩ rồi bỗng nhiên quay qua hỏi vợ em này chung cư nhà mình xây thêm tầng 6 bao giờ ấy nhỉ? Phận đàn bà Ta đây cũng phận đàn bà Là hoa là bướm xem ra thức thời Làm nhiều thì cũng phải chơi Ít ra cũng đủ mồi đời nhân gian Đến khi nhan sắc phai tàn Chồng kia phụ bạc chẳng màng đến ta Không chơi mai mốt cũng giả không ăn cũng thiệt kể cả mua vui. Ở đời thì có hên xui, nào ai có biết cuộc đời ra sao? Chẳng cần mơ mộng, ước ao, làm thân con gái, nào ai bằng mình? Gái này chẳng thiết gì tình, dù cho lẻ bóng, lòng vẫn vui. Dòng sông nước chảy bèo trôi, còn ta thì vẫn thành thơi tháng ngày. Bà vợ hất hàm hỏi ông chồng đang chuẩn bị đón khách. Tại sao ông lại mặc mỗi cái quần đùi để đón khách vậy hả? Ông chồng phẫn nộ. Tôi... tôi muốn để cho mọi người đều biết bà nuôi tôi như thế nào. Nếu vậy, ông hãy cởi luôn cái quần đùi ra để cho họ biết ông có đáng để nuôi hay không. Ông chồng rất lo lắng về vợ của mình. Về một tháng nay hai người không hề làm chuyện đó. Ông chồng đưa bà vợ đến bác sĩ để hỏi về vấn đề này. Bác sĩ gặp riêng bà vợ và hỏi tại sao một tháng rồi cô không làm chuyện đó với chồng chứ? Bà vợ thưa, thưa bác sĩ, về suốt một tháng qua em đi xe taxi đến nơi làm việc, sau đó tài xế taxi hỏi cô sẽ trả tiền hay làm gì khác em vì muốn tiết kiệm tiền nên chọn phần làm gì khác đến cơ quan giám đốc lại hỏi em cô sẽ đánh máy văn bản này hay làm gì khác vì quá mệt nên em lại chọn phần làm gì khác khi xong việc em lại đi taxi về nhà và một lần nữa em lại chọn phần làm gì khác để tiết kiệm tiền vì vậy khi về đến nhà em quá mệt mỏi và không muốn làm chuyện đó với chồng nữa. Ông bác sĩ mỉm cười và hỏi, vậy chúng ta sẽ nói chuyện này với chồng cô hay sẽ làm gì khác đây? Thay <laughs> vì chén rượu bạn mời, chân đi vắt sổ khổ đời tôi chưa? Hôm nay quá chén say xưa, chân tay của quặng như vừa tập đi, đầu thì nặng trịch như chì ruột gan phèo phổi thôi thì lộn tung đầu óc nghĩ ngợi mông lung lúc mới vào trận thật sung phi thường bây giờ đâu cũng là giường người thì mềm nhũn không xương khó lường quản ruột phi hết ra đường không ngờ ma rượu nó tương mình rồi đầu óc bây giờ rối bời quần áo sọc sạch tả tơi khó nhìn hà họng rát khát nước khó tin mặt tái miệng ngọng van xin rượu mà từ nay em cạch đến già nếu uống uống ít để mà không say cứ diễn cảnh không hay này hình ảnh đại diện có ngày xấu đi trẻ làm đôi sau khi đãng trí dùng lộn xả bông bột gội đầu một ông vào hiểu cắt tóc, nói với thợ, Này anh, tóc của tôi chỉ còn có ba sợi thôi, anh cắt cẩn thận nhé. Anh thợ hỏi, vậy anh định cắt kiểu gì à? Mái lật đi. Anh thợ loay hoay một lúc, bỗng làm rụng mất một sợi. Ui, giờ chỉ còn có hai sợi, cắt thế nào bây giờ ạ? À? Rẽ ngồi giữa đi. Thật không may, lóng ngóng thế nào? anh lại làm dụng một sợi nữa anh thở lo lắm bèn hỏi thì bây giờ lại dụng thêm một sợi nữa rồi cắt kiểu nào được hả anh rẽ ngồi giữa đi làm sao rẽ nổi anh ơi thì ông trẻ sợi tóc của tôi làm đôi đi mặt trăng hay mặt trời hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà đẹp thật Nhìn trăng kìa, sai bét, đó là mặt trời. Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người lào đảo đi ngược lại. Một người hỏi, này anh bạn, hãy nói xem, cái vật đang chiếu sáng kia là mặt trăng hay mặt trời vậy? Người kia nhìn lên trời chăm chú rồi cau mày hỏi lại, xin lỗi, thế các anh định hỏi về cái bên trái hay bên phải thế? thật thà một lần nọ hai ông việt kiều già móm mém ngồi nói chuyện với nhau này ông ông nghĩ thế nào mà ông lại đi rước con bé chưa đầy 20 tuổi qua đây làm vợ thế hả ông kia đáp nó rất là thật thà nên tôi mới cưới nó đem qua đây chứ làm sao mà ông biết được là nó thật thà thì lúc trước khi tôi lấy nó tôi có hỏi tại sao em chỉ bằng tuổi cháu nội của qua mà em lại chịu lấy qua chứ nó nói là tại vì nhà nó nghèo quá nên nó lấy tôi cho đỡ khổ ủa chỉ vì nó than nghèo mà ông cho nó là người thật thà ư tôi cũng thử lòng nó thêm tôi mới hỏi nó đưa em qua bền rồi sau này lỡ em bỏ qua đi lấy mấy thằng trẻ cỡ em thì sao đây rồi nó trả lời em đợi được mà vì em nghĩ sức khỏe của ông chỉ sống được nhiều lắm 6-7 năm nữa là cùng. Tôi lại gặng hỏi nó thêm. Thế lỡ 5 năm sau em vào được quốc tịch Mỹ rồi. Em không chịu đợi qua chết. Em bỏ qua đi thì sao? Nó nghe tôi hỏi vậy. Nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Em nói ông đừng giận nha. Nếu sức của ông ở một mình thì có thể sống được thêm 6-7 năm nữa. Chứ mà sống chung với em thì ông có giỏi cũng được một năm nữa là cùng. <laughs> Tiền mất thất thu, ra đồng bắt cá mỏ cua, vợ đem về nấu canh chua bữa chiều. Hôm nay cô vợ biết điều, mua 500 rượu bởi chiều chồng yêu. Rượu vào đêm đến như rượu, hai lần lộn gối không điêu chút nào cô nàng hạnh phúc ngọt ngào hôm sau lại nấu canh ngao cả nhà sai thẳng con nhỏ chạy ra mua luôn nghìn rượu lạ loại là hôm qua mừng thầm nay ít phải ba một nghìn chắc chắn hơn là năm trăm rượu vào say quá chồng nằm ngủ luôn một mạch mất năm canh trường cô nàng lẩm bẩm trên giường 500 lại thấy sướng hơn 1.000. Trong thế giới online này, có những người nhiệt tình đến nỗi tôi cảm thấy hạnh phúc khi được quen biết họ và cũng có những người ích kỷ tới nỗi làm tôi phải sợ. Cái tam giác Cô có chuyến công tác tại Nha Trang. Vừa tới khách sạn, nàng thay đồ xong là ra bãi biển để ngắm hoàng hôn. Nàng diện chiếc váy màu trắng, đi đôi giày cao gót màu đỏ. Lúc xuống thang máy, nàng mới nhận ra là mình chưa mặc nội y. Bước vội ba bậc thang của khách sạn, trèo dài cao gót, nàng ngã trọng gọng, phơi hết của quý ra ngã ngoài chàng nhân viên khách sạn quan sát từ đầu đến cuối chạy vội đến đỡ nàng dậy rồi anh hỏi quý khách có sao không ạ à? nàng lo lắng đáp tôi không sao à mà này, anh có nhìn thấy cái tam giác của tôi không đấy chàng nhân viên đỏ mặt xong cũng lửa lời an ủi nàng dạ không, tôi không thấy cái tam giác nào của chị cả chỉ thấy cái sở líp lông trồn thôi Chị cứ yên tâm đi nhá. Có một câu chuyện kể rằng, có một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến ở trong khu phố mới. Sáng hôm sau, lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm răng tấm vải trên giàn phơi, tấm vải bẩn thật đấy, cô vợ thốt lên, bà ấy không biết giặt gì cả. Có lẽ bà ấy cần một loại xà phòng mới thì giặt sẽ sạch sẽ hơn. Người chồng nhìn thấy cảnh ấy nhưng vẫn im lặng. Thế là vẫn cứ lời bình phẩm ấy thốt ra từ miệng cô vợ mỗi ngày. Sau khi nhìn thấy bà hàng xóm phơi đồ trong sân. Một tháng sau và một buổi sáng, người vợ ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà đã rất sạch sẽ và sáng bóng. Nên cô nói với chồng, anh nhìn kìa, Bây giờ bà ấy đã biết cách giặt tấm vải rồi đó. Ai đã dạy bà ấy thế nhỉ? Người chồng đáp. Không, sáng nay anh dậy sớm và đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy. Đi nuôi ông bố tại bệnh viện. Mới 8 giờ sáng nghe thấy tiếng ẩm ẩm bên khoa sản. Chạy sang xem, nhìn thấy một anh mặt đỏ tưng bừng đang quát to chắc là do uống nhiều rượu, các chị buồn cười thật đấy. Vợ tôi vào ngày hôm kia, các chị không cho đẻ, chị này vừa mới vào chưa đầy 30 phút, các chị lại cho đẻ ngay. Hay muốn gì thì cứ nói ngay cho tôi để tôi lo. Mọi cô bác sĩ nói, vợ anh vào lâu nhưng mới mở được có 3 phân, chưa đẻ được đâu anh à. Các chị có thuốc gì không, cho nó mở hẳn 20 phân. Tiền tôi lo được. Nghe vậy cả y bác sĩ và người đứng xem được một trận cười nghiêng ngả Định lừa ông Hà Mấy hôm nay ốm nằm tại nhà không ra khỏi cổng 9 giờ sáng có cuộc điện thoại đến Alo, đây là điện thoại của anh Bình phải không? Và anh đang đi chiếc xe máy biển số 883567 có phải không? Đúng rồi, có việc gì thế anh? Chiều qua anh đi xe máy gây tai nạn rồi bỏ chạy. Rất may người bị tai nạn, bị nhẹ. Camera hành trình đã ghi lại. Anh là người gây tai nạn. Giờ anh lên nộp phạt đi. Nếu không lên được thì chuyển tiền qua số tài khoản 027... Nếu không chúng tôi sẽ xuống tận nhà để làm việc. Trời ơi chúng mày, định lừa ông hả? Ba ngày nay Ông không ra khỏi nhà, mình liền nói: "Vâng, tôi nhà quê, không có tài khoản. 0979883 chấm chấm, đây là số điện thoại của em ruột tôi, nó làm công an điều tra xét hỏi của tỉnh, các anh gọi hộ, nó chuyển tiền cho các anh nhé." Phía bên kia nghe đánh rặn một cái, mất hút luôn, gọi lại thấy không nghe máy nữa. "Chúng mày định lừa bố mày hả? Nhà tao" có ai làm công an đâu? ở một bệnh viện có một đứa trẻ vừa mới sinh ra nó là thần đồng về biết nói chuyện mọi người súng quanh giường của hai má con bác sĩ hỏi đứa bé cháu có biết bác là ai không? đứa bé trả lời biết à cháu cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc má con cháu à cứ thế mọi người hỏi thăm đứa bé trả lời làm ai cũng thích thú đến lượt cha của đứa bé hỏi cậu cưng à có biết ta là ai không đứa bé ngoắc ông bố lại gần và lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán của ông ta rồi hỏi ông có đau không không đứa bé ấn mạnh dần mạnh dần đến khi ông bố la to đau đứa bé lúc này mới nói đấy Tôi chỉ mới ấn ông thế này thôi mà ông đã kêu đau. Lúc trước tôi còn ở trong bộ má tôi. Đêm nào ông cũng đâm vào chán tôi. Làm sao tôi chịu nổi chứ? <laughs> Già đầu còn dại. Hết dịch Covid-19. Lão mua vé máy bay khuyến mại giá rẻ ra thành phố đáng sống để ngào du. Bay được một lúc thấy trong bụng bất an lão mò lại vào nhà vệ sinh nam thì đang có người ngồi chịu không nổi lão liền đập cửa ầm ầm thấy vậy cô tiếp viên dắt lão lại nhà vệ sinh nữ đang trống cô ấy dặn khi đi xong bác chỉ được phép nhấn nút có hai chữ wcw khi tống khứ được hết của nợ lão khoan khoái nhẹ hết cả người thấy mấy nút toàn ghi chữ nước ngoài lão chẳng biết chữ gì và quên khuấy đi điều cô tiếp viên dặn lão tắt máy Giờ tay nhấn nút w một dòng nước ấm phun ra rửa cho lão hay quá thế là lão nhấn tiếp nút ghi hai chữ w a một dòng khí ấm thổi ra làm cho khô chỗ cần khô của lão khoái quá lão nhấn tút nút pp thì nhấn xong một làn bột thơm phức bay ra phủ kín khung trời kín đáo lão lầm rầm chửi tổ cha chúng mày xương thế này mà dặn mình không được bấm lung tung ông đâu có ngu mà chúng mày lừa ông không ngăn được tính tò mò thấy nút ghi ba chữ a t r lão nghĩ Hai chữ mà sướng thế này rồi, chắc ba chữ thì sướng hơn nữa. Lão thỏ tay nhấn nút ATR. Từ phía sau, một bàn tay máy, máy thỏ ra chụp vào đùm của lão rồi giật mạnh. Thế là lão chẳng biết trời răng chi nữa. Bởi vậy, thấy mình, lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Lão hỏi cô điều dưỡng, sao tôi lại ở đây hả cô? Cô điều dưỡng mừng dỡ nói, may quá bác đã tỉnh rồi. Cô ấy thủng thẳng giải thích cho lão nghe, tại bác nhấn vào nút gỡ băng vệ sinh phụ nữ và tay bàn tay tự động. Thấy cái đùm của bác dài quá, hắn giật mạnh quá, làm bác ngất tại chỗ. Cũng may, khi ấy máy bay vừa hạ cánh nên kịp thời cấp cứu cho bác đấy. Sờ xuống thấy băng kín mít, hoảng quá lão hỏi. Thế của tôi có bị sao không? Cô điều dưỡng từ tốn trả lời. Cũng may bác à. Thấy dài quá nên cánh tay tự động dừng lại. Bác chỉ bị dập cắt bỏ một bên. Nằm viện chừng tuần là khỏi thôi à? Lão lầm bẩm. Cũng may đang còn một bên. Tổ cha nó chứ. Về biết nói năng thế nào với vợ đây. Già đầu rồi còn dài. Bà cụ trúng số. Có một cụ bà ngoài 80 tuổi, ở nhà buồn quá, nên cụ quyết định chơi sổ số để giải trí. Rồi một ngày kia, cụ trúng số độc đắc chỉ giá 200 triệu USD. Các con sợ cụ sốc quá, khi biết tin vui, nên thống nhất thuê một bác sĩ tâm lý để báo cho cụ biết. Một bác sĩ tài giỏi nhất thành phố đã được chọn để giải quyết vấn đề này. Dưới đây là phương pháp bác sĩ đã áp dụng với bà cụ. Thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi xạ tám mười sáu tuổi. Thế nếu cụ trúng sổ số năm đô la thì cụ sẽ làm gì? Tôi sẽ mua cho cháu một chiếc cặp sách mới. Thế nếu trúng hai mươi đô la, cụ sẽ làm gì? Tôi sẽ mua một ít vật dụng gia đình. Nếu nếu trúng một trăm đô la thì cụ sẽ làm sao? Tôi sẽ mời cả gia đình đi ăn nhà hàng và cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ông bác sĩ tâm lý nhận thấy cô già đủ bình tĩnh để nghe tin chúng sổ số, số độc đắc. Ông nói, thế nếu chúng sổ số, số 200 triệu đô la thì cụ sẽ làm gì ạ? À? Cô Cụ già đã quá mệt mỏi vì những câu hỏi của vị bác sĩ nên liền trả lời cho qua. Thì một nửa số tiền đó sẽ thuộc về ông. Ông bác sĩ liền lăn đùng ra ngất, ngất xỉu vì không đủ bình tĩnh để nghe một tin giật gân ngoài sức tưởng tượng của mình. Và ông đã ra đi mà không kịp nhìn thấy số tiền đó. Thương lượng cần có thời gian và công sức. Vì vậy tốt nhất bạn nên bỏ qua thương lượng trong một số tình huống nhất định. Ví dụ, nếu bạn đang bán ô tô và không vội bạn có thể định giá với người đợi mua hơn là lãng phí thời gian để mặc cả ngoài ra hãy tưởng tượng nếu một người trong hàng thanh toán cố gắng mặc cả giá của mọi mặt hàng sẽ mất rất nhiều thời gian một lý do khác để tránh thương lượng là nếu bạn coi vấn đề này quá quan trọng để có nguy cơ thua cuộc tương tự nếu lợi ích của thương lượng quá nhỏ so với chi phí nó có thể không đáng ví dụ lợi ích tiềm năng của việc mặc cả tại một cửa hàng tạp hóa sẽ bị lu mờ bởi thời gian cần thiết sự khó chịu của những người khác trong hàng và sự căng thẳng mà nó có thể gây ra cho bạn cuối cùng thiếu sự chuẩn bị có thể là một lý do để tránh thương lượng nếu bạn không có thời gian xu hướng hoặc nguồn lực để lập kế hoạch tốt hơn hết là tránh thương lượng hoàn toàn một cô gái trẻ bị đau chân đến gặp bác sĩ ông bác sĩ bảo cô cởi ra cô gái ngạc nhiên hỏi lại dạ cởi cái gì ra thưa bác sĩ ông bác sĩ trả lời cởi tất ra sau một vài phút cô gái không còn một mảnh vải che thân ông bác sĩ la lớn cô làm cái gì thế ai lại hòa thân thế nghe hỏi cô gái trả lời thì bác sĩ chả bảo tôi là cởi tất da đó sao ông bác sĩ ôm đầu than ôi trời tôi bảo cô cởi tất da là cởi vớ đó cô gái bực tức bảo cởi vớ thì bảo là cởi vớ đi thế mà còn bài đặt nói là cởi tất cởi tất